Xin chào tất cả anh em trên toàn quốc nha. Hôm nay bên em giới thiệu cho các bác mấy cái đầu máy hai con Future X với lại con Future 2. Đấy, con này thì giá nó cũng hợp lý, vừa khuôn tiền thôi. Thì các bác có mua được thì alo cho bên em nhé. Em giới thiệu một chút với kênh, em là Quyết, em Bắc Giang. Hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em là 0364011683. Và có con hai con GSX Fuji kim phun điện tử nha các bác nhá. Đấy. Thì mức giá nó cũng hợp lý thôi. Đấy, các bác nào cảm thấy ok được thì các bác mua nhá. Rồi đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu cho các bác là con Future 2. Future 2 nhá. Thì con này thì máy lỗ êm nhá. Máy lỗ quá là êm luôn con này. Con này kèm theo dàn điện cần đạp cần số với chế hòa khí nhá. Lọc gió, cần đạp cần số, chế hòa khí, mô bin sườn. Đấy, IC con nạp để bán đã được khá rồi các bác nghe. Đây. Cái này thì em cũng không bao zin 100% đâu, tại vì bây giờ những cái ốc ác con này nó han gì rồi mới lại nó ấy nó không được ấy, ý là con này là em tháo trên xe được máy vẫn còn lỗ êm nha các bác nhá. Đó là Future 2. Thì các bác lắp lên con Future Leo này. Future 208 là các bác lắp được. Đấy, dòng Future các bác lắp được hết nhá. Con này chế cơ hoặc là các bác lắp lên con xe ba bánh là ok. Máy đạp nhẹ lỗ êm. Con này em bán 3,6 triệu bao ship này. Đấy, con này là con Z90. Đấy, Z90. con này để điện chặn tháo ra rồi. Đấy, nhưng mà ý là máy vẫn còn lỗ ngon nha các bác nhá. Máy lỗ êm. Đấy. Cái phần đầu bò này hình như em nghĩ là chưa mở đâu. Chưa mở cái các bác mua được con này thì nó theo đủ bộ hết mà giá cũng hợp lý thôi. 3,6 triệu là giá là bao ship bên em đã gửi đi đã mất 300.000 tiền cước rồi. Thế nên là con này em chỉ được 200.000 thôi. Đấy, các bác nào mua được thì là cứ chốt con này thì các bác lắp lên ba bánh này. Đây. Số nó vẫn rất chi ngọt nhá. Cốt nhông này. Hơi mòn một tí thôi. Hơi mòn một tí thôi nên là mã Z90 nhá. Để em quay sơ qua con này Future 2 nhá các bác nhá. Rồi tiếp theo sang con Future X, máy VIP chất đẹp ngon nhá các bác nhá. Đấy, Future X. Con này là Future X xăng cơ nhá anh em nhá. Con này giá 6 triệu. Future X xăng cơ. Đây. Theo IC con nạp cần đạp cần số nhá. IC con nạp cần đạp cần số. Đấy, đây. Đầu bò con này thì chắc là cũng chạm nhẹ nó thứ nhất là nó cũng chạm nhẹ rồi, nhưng mà ý là máy nó lỗ êm nhá các bác nhá. Máy còn lỗ rất chi là êm nhá các bác nhá. Đấy, con Future X là côn zin điện zin. Đấy, côn zin điện zin. Tất cả đều zin hết, cả chế hòa khí này nữa. Đấy, máy còn khá ok, đẹp. Đây. Nó còn zin đến 99%. Đấy, cái cốt nhông anh em nhìn. Nó còn rất chi là mới các bác nhá. Đấy. Rất chi là mới. Máy chưa ra một tí nào luôn. Ý là không biết nó động chạm gì đây, trông nó gọi là hơi bị có vết của cà lê thôi. Chứ còn con này em nghĩ nó chưa ra mà vì hơi hiếc nó vẫn còn nguyên bản hết mà. Đấy, con này giá 6 triệu nhá, con Future X. Máy lỗ êm. Mã Z91 6 triệu để em bớt cho các bác 100. 100 còn 5 triệu 9. Cảm thấy ok thì các bác mua nhá. Còn được về các bác gác trên xe cái là ngon luôn. Rồi. Tiếp theo con hai con Future GSX xăng phun xăng điện tử nhá. Phun xăng điện tử. Đấy, rất chi là ngon này. Con này đời cao VIP, máy VIP đây. Con này đời bao nhiêu này? Đấy, đời 2019 nhá. Máy anh em nhìn này gần như mới đây. Đấy, phun xăng điện tử gần như mới. Đấy, phun xăng điện tử đây. Con này giá bán 4,8 triệu nhá. À 4,7 triệu. Con này zin nguyên bản đến
95%. Đấy, 95% nha các bác nhé. Con này cực đẹp luôn. Đây, như vết này anh em. Con này đúng chuẩn chỉ, nó chạy Euro là 1 vạn. 1 vạn. Vì máy nó mới. Đấy. Nếu các bác lấy thì em sẽ sell full dàn điện này, cần đạp cần số và lọc gió nhé các bác nhé. Số mà con này mã D4 nhá. Đấy. Các bác mua được thì cứ chốt cho em con này. Giá hợp lý thôi, 4,7 triệu. Giá quá là ok rồi. Đây. Anh em nhìn nhá, những cái này nó gọi là con này em bao zin cho các bác 98% là zin chứ không phải là gì hết cả. Nó zin đến 98% nha các bác nhá. Máy cực đẹp luôn. Con này đời 2019, được xem. Tháng mấy 2019? 29 tháng 7. Con này tháng 7 thì nó sát sát cuối năm rồi, 2019 ấy. Gần như 2020 rồi. Đẹp, máy nó đẹp nhá. Rồi, tiếp theo con cũng là FI. FI rẻ hơn một chút. Con này đời nó em chả nhớ đời bao nhiêu, ý nó cũng đời tầm 26 17. Nhưng con này rẻ thôi các bác nhá. Con này rẻ hơn nữa. Con này mã D1 nhá các bác nhá. Con này mã D1. Kim phun điện tử. Con này bao nhiêu tiền đây? Con này có 3 triệu 2, giá rẻ đấy. 3 triệu 2 bao ship. Zin đến 99% là zin. Đấy, bên em bán lô này toàn zin hết, nhưng mà con này nó rẻ hơn là đời nó thấp, em mua được giá rẻ. Đấy, đời thấp mua giá rẻ nha. Đó, con này con kia đời 2019 thì con này đời 2016 tầm đó. Thì là nó rẻ hơn một chút thôi. Nhưng mà máy nó còn zin đẹp hết nha các bác nhá. Máy còn zin quá đẹp luôn. Đấy. IC con nạp rồi các thứ đầy đủ hết. Các bác về chỉ được nếu mà các bác có xe mà máy nó kém rồi, dàn điện nó chuột cắn hay gì, các bác cứ về thay cái là xong. Không có gì khó cả. Ba gác lên xe chạy em bao zin, bao chạy lỗ êm cho các bác nhá. Con này lỗ cực ngon luôn. Con này mã D1 nhá, giá 3,2 triệu. Máy quá ngon luôn. Con này em khẳng định với bác là máy quá ngon luôn. Đấy. Nhiều bác hỏi là máy nó bẩn. Cái này em không vệ chưa vệ sinh, máy vẫn trên xe chưa vệ sinh luôn. Còn quá đẹp luôn các bác nhá. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, để sở hữu một cái dàn điện phun xăng điện tử mà ăn tiết kiệm xăng mà các bác lái chạy xe thì quá tuyệt vời rồi. Rồi em kết thúc video ở đây. Các bác mua hàng alo trực tiếp cho bên em nhé. Rồi chào tất cả anh em, tất cả các bác.